Hello, xin chào các bạn. Nếu các bạn lần đầu tiên xem video hướng dẫn cách dự án này đó trên kênh của mình thì mọi người chút thời gian cho mình nút like, nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. À, thưa các bạn, trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người kèo Aerod đến từ uh, uh Byfish Aerod Slash Rao mọi người mới nhé. Kèo này thì sẽ có 5.000 suất random, mỗi người, à, trong số 5.000 người, mỗi người sẽ nhận được là 3 token Airfix. Và giá token Airfix này thì hiện tại đang cao, À, với giá trị ba token epic này thì giá tương đương cả bây giờ là 66 đô mọi nhá, 65 đến 66 đô. À, thì những anh em nào mà trúng được token này thì khá là ngon. Mọi người có thể à, về hiện tại token liquidation, the bank cũng như P2P, BAP mọi người nhá. Rồi. À, để tham gia kèo rot này thì mọi người có thể tham gia cái link dưới phần mô tả để mọi người đăng ký để tham gia cho mình nhá. À, ở đây là random, nếu các bạn may mắn các bạn sẽ nhận được token mọi người nhá. Rồi. Bây giờ chúng ta bấm start nhiệm vụ đầu tiên này sau khi vào link sau đấy các bạn sẽ bấm vào con tin và nhập mã cấp tra này cho mình đây là con mã cấp tra nhé có vẻ như mạng mình nó hơi chậm sau khi nhập mã cấp tra xong thì nó sẽ ra cái giao diện nha để mọi người làm nhiệm vụ này đầu tiên các bạn sẽ do vào kênh group telegram và kênh channel telegram nhé các bạn sẽ join vào đây, join này, rồi các bạn chat cho mình từ đây để thông báo chúng ta không là một người máy nhé, đó, ok, tiếp tục quay lại join vào kênh channel, bấm thân gia luôn, ok, con này list ở trên uh, sky Cup này, mọi người có thể làm là vào coin để xem thông tin nhé thì thông tin con này hiện tại đang là hơn 22 đô một token, rồi chúng ta quay trở lại này, bây giờ các bạn follow kênh twitter cũng như like và retweet lại kênh tweet của mọi người của nó nhé đây ở đây mình đã follow sẵn rồi nó theo dõi này sau đấy các bạn sẽ tìm xuống bài đăng của dự án các bạn có thể like và retweet đây like retweet là bài đăng này luôn đấy đây có bài đăng ở đâu của nó, của nó này. đấy ok rồi tiếp tục quay trở lại eros đây ở đây các bạn sẽ thêm cái token à, này vào cái danh sách yêu thích ở trên sàn coi nó kết cấp mọi nhá đây bây giờ con này giá khá cao mà đã lên rồi nó hiện tại là giá 23 đô mọi người này đấy và nền tảng của nó là mạng Binance mọi nhá ở đây này bấm vào thích vào đây anh em muốn lấy con trách thì có phải là copy con trách ở đây này ở đây này các bạn sao chép này để con trách của nó nhá dám vào ví của mọi người tham gia rồi quay trở lại tiếp tục telegram bây giờ bấm vào đơn Tiếp tục ở đây bấm chữ đôn Ở đây nó bảo mọi người gửi username kênh Twitter Thì chúng ta sẽ vào lại kênh Twitter này Các bạn mở kênh Twitter lên Sau khi mở lên kênh Twitter thì các bạn bấm xem avatar đây nhé Đấy Tiếp theo là các bạn sẽ thấy cái username đây Mọi người thấy chữ A cầm đấy ạ à, để tham gia được các dự án đó thì cần có cái kênh Twitter Thì nếu các bạn chưa follow kênh Twitter mình hoặc là à, mọi người follow rồi Thì thông báo cho mình mình sẽ follow lại mọi người nhé Để sau này có lượng người theo dõi khá cao thì mọi người tham gia đó nó cũng khá là ok mọi người nhé Rồi chúng ta sẽ gửi username này Rồi ok Rồi tiếp tục ở đây nó sẽ bảo là các bạn đã thêm vào danh sách yêu thích chưa nếu các bạn ở trên kênh coi nó cắt cấp đấy các bạn thêm rồi thì bấm một chữ đôn mình ok rồi ở đây nó các bạn nó bảo các bạn join vào kênh channel channel trên telegram nhá đây là kênh uh, chia sẻ dự án tiếp tục là follow kênh uh, liên kết twitter này mở kênh liên kết lên ở đây twitter ấy đây sau khi mở kênh liên kết twitter lên thì các bạn follow này sau khi follow xong các bạn xuống tìm đến bài đăng của dự án đây bài đăng bấm like này và retweet là bài đăng luôn ok tiếp tục quay trở lại telegram ở đây các bạn bấm sự đôn Rồi. nhiệm vụ cuối cùng là các bạn sẽ gửi địa chỉ ví ở đây các bạn sẽ dùng địa chỉ ví mạng lưới binance smart chain hoặc địa chỉ ví eth ở trên ví Trust wallet là một hoặc là ví metamask nhé ở đây thì à, à, tùy thuộc của mọi người thôi các bạn sao chép địa chỉ ví mình ở đây mình sẽ dùng ví metamask vậy ok sau khi vào ví được của mọi người rồi thì các bạn sẽ thấy dòng chữ ví đây các bạn cứ sao chép địa chỉ ví thôi, đấy sau này tóc cần về thì chúng ta à, nhận được tóc cần thì chúng ta sẽ copy contract dán sau dán địa chỉ ví vào đây Đấy, sau đây bấm uh, chữ gửi đây cho mình này rồi như vậy là xong và cuối cùng nó sẽ cho mọi người cái nút refresh nút này là để cập nhật lại cái thông tin mọi người nhé đấy cập nhật lại cái thông số cái thông tin đây này ở đây chúng ta sẽ thấy, thấy là twitter của mọi người này đấy cũng như là địa chỉ ví này ok chưa hoặc nếu các bạn uh, làm sai bước nào thì các bạn có bấm uh, này cho mình này đấy Ờ, như vậy. Ok chưa? À, ok, như vậy là mình hướng dẫn mọi người kéo AirPods đến từ Facebook uh, uh, PS Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp mọi người. Hẹn mọi người những video dẫn tiếp theo.